Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay á mình mới ngủ dậy thì mình sẽ pha một ly cà phê buổi sáng để mình uống. Thì hồi trước giờ mình qua Mỹ thì mình không có uống cà phê ở nhà đâu mọi người. Thì mình hay đi mua ở ngoài lắm. Thì ở ngoài á thường nó bán 2,5 đồng tới 3,5 đồng một ly cà phê. Một ly cà phê đá đó, 2,5 tới 3,5 trung bình đó, giá trung bình nha. Thì trước giờ mình cũng không có pha ở nhà, mà ông xã mình thì hay mua cái loại cà phê Mỹ đó, giờ về bỏ vô cái máy giờ pha pha theo kiểu Mỹ đó mọi người, thì cái nước nó lỏng bỏng lắm, uống nó không có ngon. Cho nên lâu lâu mình thèm, mình hay uống cà phê Việt Nam mà gia tiệm Việt Nam mua thì mới có. Bây giờ cái mình thời gian gần đây thì mình đi vô Costco thì mới tìm ra được cái loại cà phê. Tại mình không có cái loại cà phê bột, mình cũng không biết cái loại cà phê bột nào mà để mình pha ở nhà cho nó ngon giống như cà phê phin của Việt Nam đó mọi người. Cho nên vừa rồi mình đi á thì mình mua một bịch, nguyên bịch này nè. Mình thấy nó bán cái này là của Starbucks. Thì cái hiệu này thì nó nổi tiếng quá rồi, nhưng mà mình thấy nó bán cũng rẻ cho nên mình mua một bịch về hình như 20 đồng mà mọi người. Mà Lan đổ vô đây nè. Đó, đổ vô đây, còn mấy bữa đổ một bình này luôn, đầy dư ra. Giờ hôm nay mà mình uống mình đổ vô tiếp cho nó hết rồi mình vứt cái này luôn. Cái này là cà phê Hobin mà các bạn. Thì ở bên Mỹ đó, mình vô Costco mình mua thì nó bán nguyên hộp luôn. Xong mình trả tiền, xong mình ra cái máy mình xay nó lên. Mình xay nó lên thì nó mịn như vậy nè. Mà ở trên này nó hướng dẫn là làm cà phê cái kiểu mà espresso á. Thì mình bỏ vô cái máy, xong mình khoảng bỏ cho khoảng 2 muỗng này nè, 2 muỗng canh á, thì khoảng 180 ml nước. Thì mình uống vậy mình thấy nó loãng lắm, mình không thích. Mỗi lần mình uống, mình cứ chạy ra cái tiệm cà phê Việt Nam mình uống á thì mắc một ly cũng mấy đồng rồi. Còn ông xã mình thì ảnh hay mua về ảnh làm theo kiểu Mỹ, mình cũng không có uống, mình cũng không có thích. Cái game mình mua cái này về mình kêu ok em sẽ làm cà phê cho anh uống tại nhà everyday. Thì bây giờ sáng nào mình cũng pha hết, weekend thì hai chồng luôn mỗi người uống một ly cho vui. Thường á đàn ông ở Mỹ đó, nếu mà ai mà rảnh rỗi hoặc là trai tráng thì ra tiệm, chứ đàn ông mà lập gia đình rồi á thì ở nhà thôi pha, tự pha uống. Mà đàn ông mà sáng ra cũng phụ vợ như phụ nữ cũng bận rộn lắm, chứ không ông xã mình cũng không có rảnh rỗi mà để đi uống cà phê, với lại cũng không phải thuộc tiếp người mà ra quán uống cà phê, chỉ uống cà phê ở nhà thôi. Thì tình cờ mình phao đao ra cái loại cà phê này, thì có những người Việt Nam mới qua nếu mà chưa biết thì coi thì cũng có thể là coi được. Mà nếu mà các bạn mà muốn mua cà phê Việt Starbucks mà gửi về, mình có thể mình mua dùm cho các bạn luôn, rất là ngon. Thì đây là cái cách pha của mình chứ mình không dám chỉ dẫn ai nha, mà mình tin chắc là các bạn uống các bạn sẽ là thích. Thì bây giờ mình sẽ pha nha, các bạn coi cách mình pha cà phê ha. Bây giờ mình sẽ pha cái cà phê này nha các bạn. Mình chuẩn bị cái ly và cái phin này mình mua chợ Việt Nam đó các bạn, 5 đồng hay gì á. Xong mình bỏ cà phê vô ha, mình bỏ 2 muỗng vuông như vậy nè các bạn. Đây là cái muỗng canh á, không phải muỗng canh mà muỗng inox như vậy nè, bỏ 2 muỗng ha, 2 muỗng như vậy thôi là đủ một phin này đó. Đủ cà phê này nó cũng nặng lắm các bạn, mình bỏ nhiều á thì nó rất là đắng. Mà mình rồi xong, bây giờ mình đi giọng nó xuống ha, mình lấy cái này nè, mình ém ém nó xuống. Xong mình bỏ 2 muỗng canh nước vô nha, mình lấy nước nóng á. Bây giờ mình cho 2 muỗng nước nóng này vô nha các bạn. Mình làm mình lượng thôi, nhưng mà mình làm mình đong đây cho các bạn coi cho rõ. Chút xíu vậy nè. Thì mình để cho nó thấm nha các bạn, mình đậy nắp lại. Bây giờ mình bỏ nó lên cái ly. Đó, cho nó ngấm cái cà phê đó mọi người, cho nó ra hết cái chất ở trong cà phê đó. Xong mình sẽ đổ tiếp nước vô và nó sẽ chảy xuống. Bây giờ mình cho đủ cái lượng nước cho nó ngấm vô cái cà phê thôi, và mình chờ chắc khoảng 5 phút á. Mình hãm được 5 phút rồi các bạn, bây giờ mình đi bỏ nước vô nha. Mình sẽ chế nước nóng vô cho nó nửa cái hộp phin này ha. Rồi, nửa cái phin thôi. Mình đậy nó lại cho nó rớt xuống nha. Mình thời gian mình hãm đó các bạn, cà phê nó chín đó và nó ngấm vô cái nước rồi. Bây giờ mình bỏ nước vô, cái chất đó, nãy giờ nó tan ra, bây giờ nó chỉ việc nó đổ xuống thôi. Nó chỉ việc nó nhỏ xuống thôi. Còn nếu mà bạn không có hãm á, mình đổ nước vô cái nó nhỏ xuống liền đó, thì mình nghĩ cái cà phê nó chưa ra hết cái chất ở trong cái xác đó đâu. Nó đã chảy xuống hết rồi mọi người. Ở đây nè, đó nó xuống hết rồi. Thì mình được một cái ly cà phê như vậy.
rất là thơm, mà con trai mình bảo thơm quá nó chịu không nổi chạy rồi mọi người, rất là thơm. Nó có cái này nữa nè các bạn, cái này là coffee mate, là để làm cà phê của hiệu Nestle á. Cái này làm Nestle này rất là ngon nha, mình pha cà phê rất là ngon. Nhưng mà giờ ở đây mình có sữa ông Thọ, sữa ông Thọ thì còn nhiêu đây. Bây giờ mình sẽ hâm nóng cái này lên để mình bỏ cái coffee mate này vô này mọi người. Cái coffee mate này á, khi mà mình mà bỏ nóng á thì nó mới tan ra, còn mình mà bỏ nguội thì nó sẽ bị óc trâu. Bây giờ mình để cái này cho nó nóng lên khoảng 20 giây trong microwave ha. Xong rồi nó nóng rồi nè. Bước tiếp theo là mình bỏ khoảng cái này, cái muỗng canh nè mọi người. Muỗng này muỗng ăn phở. Thì nãy Lan lấy khoảng nửa cái phin nước á, thì Lan bỏ một muỗng vuông này. Pha cho nó sệt sệt y chang như cà phê của Việt Nam ở ngoài tiệm á, uống rất là ngon. Mà một ngày uống 2 ly rất là tốt nha các bạn, giống như mình đánh thức tất cả các giác quan của cơ thể mình vậy á, để cho mình tỉnh táo mình làm việc tốt hơn. Mà nó nghiên cứu gần đây nó nói cái khi mà để sống lâu hơn á là mỗi ngày 2 ly cà phê, trong đó có mỗi ngày 2 ly cà phê thì rất là tốt để mà sống lâu á. Xong rồi mình bỏ khoảng tùy theo, mình bỏ khoảng một muỗng đầy sữa đặc này nè. 2 ly cà phê, mà 2 ly cà phê thường Mỹ á, họ sợ mập á, thì họ uống bằng sữa tươi à. Sữa tươi mà nó bỏ trong những cái hộp nhỏ nhỏ, cho mỗi lần mình uống mình bỏ vô hộp á. Chứ sữa này thì nhiều người ăn kiêng cũng sợ nó mập nữa. Thì mình pha như vậy nè. Nè, rất là ngon nè. Cà phê sữa đá. Nếu mà mình uống nóng á, thì mình để như vậy mình uống nóng được rồi mọi người, mình không cần bỏ đá. Còn ai mà bỏ thích uống cà phê đá như mình á, thì làm ly đá đổ vô. Nhưng mà để cho cái nguội á, thì mình bỏ đá vô nó không có tan, còn nó nóng thì mình bỏ đá vô nó sẽ tan. Uống cà phê ở nhà cũng thư giãn, hai vợ chồng cuối tuần hay làm 2 ly. Thật ra cà phê Việt Nam bây giờ á, mình uống á, mình rất là sợ. Tại vì mình nghe họ bỏ hóa chất ở trong chợ Tam Biên vô rất là nhiều, họ tạo bọt và tạo mùi, họ đánh 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 bọt nó tung lên. Nhưng mà cái đó là cái gì cũng giả hết các bạn ơi, uống rất là không có tốt cho sức khỏe đâu. Thì bữa tối á, mình hay làm trước để cho sáng, cái bữa tối mình hay chế cà phê mình để cho nó nguội chút nha, xong mình bỏ đá rồi. Giờ sáng cái mình hâm nóng lại, mình bỏ sữa và bỏ cái coffee mate này vô thôi. Thì ông xã mình cầm một ly đi làm, chứ sáng mà chế cà phê phin chế không kịp. Được rồi đó. Nếu mà ai uống nóng uống lúc này nè, mình thì hay uống đắng, nó ngọt nhưng mà nó đắng chứ nó không phải là nó ngọt liệm. Cái này nó còn vị đắng, uống rất là ngon. Mình chuẩn bị một ly đá mình đổ vào. Thì người ta nói uống cà phê giúp cho mình tỉnh táo hơn đó, cái chất cà phê in ở trong cà phê đó mọi người, nó giúp, nó kích thích cái tủy sống và cái não của mình á, cho nó sảng khoái hơn, nó không có làm buồn ngủ, mình làm việc hiệu quả hơn. Trầm cảm đó, họ nói uống cà phê cũng giúp cho mình tinh thần mình sảng khoái đó, thì mình tránh được cái sự trầm cảm nhất là phụ nữ nè các bạn. Ngon các bạn ơi. Nó chưa có nguội hẳn đó, thì cái đá nó sẽ bị tan, mình uống ngon quá à. Thơm lắm, thơm mới là thơm lắm, mình chưa thấy có cà phê nào nó thơm ngon như vậy. Anyway, mình không có quảng cáo cho Starbucks nha các bạn, mà mình uống mình thấy ngon quá thì mình chia sẻ thôi. Nếu mà bạn nào không có chưa có tìm ra được cái loại cà phê mà bột để mình pha ở Mỹ á, thì mình có thể coi cái loại cà phê mà mình cho các bạn coi cái hiệu hồi nãy đó. Lâu quá không có xuất hiện ở trên video luôn. Rồi dạo này mình làm video nấu ăn rồi đó, những cái video gần đây mình không có xuất hiện. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ cái kênh của mình nha. Nếu mà tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu thích thì hãy like và share giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều à. Bye.